áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài số 3 của Starter C Fontan. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình sẽ ôn tập lại các số từ 1 đến 10 và bảng chữ cái. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ chúng mình cùng nhau bắt đầu buổi học nhé! One, count 1 to 10. Đếm từ 1 đến 10. Trước tiên, cô mời các bạn quan sát vào bức tranh ở trên màn hình. Ở đây, chúng mình có các số từ 1 đến 10 đồng thời. Đó là hình ảnh về bàn tay của chúng mình. Trong quá trình đếm, chúng mình sẽ giơ các ngón tay tương ứng với các số từ 1 đến 10. Bây giờ, mời các con lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Khi phát âm các số, các con chú ý âm cuối. Cùng bắt đầu nào. Let's go. 5 6 7 8 9 10. Các con làm rất tốt. Như vậy, các con đã nhớ hết được các số từ 1 đến 10 chưa? Bây giờ, chúng mình sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ để kiểm tra xem các bạn đã nhớ hết chưa nhé. Cô Huyền sẽ nói số bằng tiếng Việt và các con sẽ nói số tiếng Anh tương ứng. Các con sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu nào. Mời các con nói số 3. 3. Các bạn có đưa ra câu trả lời đúng không? Chúng mình cùng đến với số tiếp theo nhé. Mời các bạn nói số 8. 8. Số tiếp theo, mời các con nói số 6. 6. Mời các con nói số 4. 4. Mời các bạn nói số 9. 9. Mời các bạn nói số 2. 2. Mời các con nói số 10. 10. Số tiếp theo, số 1 nào.
One. Và số cuối cùng, số 7. Seven. Như vậy, trong 10 số vừa rồi, các bạn nói chính xác được bao nhiêu con số? Cô hy vọng các bạn đã thuộc hết rồi. Trước khi chúng mình chuyển sang phần tiếp theo, chúng ta hãy ôn tập 10 chữ số này một lần nữa nhé. Các con nghe và nhắc lại theo cô nào. One. Đừng quên giơ ngón tay tương ứng nhé. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Good job, everyone. Tất cả các bạn đều làm rất tốt. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần thứ hai nhé. Two. Let's play. Trong phần số 2 này, chúng mình sẽ chơi trò chơi có tên là Bingo. Trò chơi như sau. Các bạn sẽ phải vẽ một ô vuông có 3 ô ngang và 3 ô dọc như trên màn hình. Và các con sẽ điền ô thứ nhất, điền các chữ số. Ô thứ hai, điền các chữ cái. Trò chơi này sẽ có một người gọi tên chữ số hoặc chữ cái. Và nếu mình có chữ số và chữ cái đó thì mình sẽ khoanh tròn vào. Sau đó đến lượt mình cũng sẽ gọi một chữ số hoặc một chữ cái và mình cũng sẽ khoanh tròn vào. Cứ như thế, lần lượt gọi các chữ số hoặc các chữ cái cho đến khi chúng mình được một hàng ngang hoặc một hàng dọc hoặc một hàng chéo có 3 chữ số hoặc 3 chữ cái đã được khoanh. Người chiến thắng là người có 3 hàng đầu tiên. Khi chúng mình có 3 hàng ngang, dọc hoặc chéo được khoanh tròn như thế thì mình sẽ nói là bingo. Thì mình sẽ là người chiến thắng. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn các con luật chơi của trò chơi này. Các con có thể chơi ở trên lớp cùng với bạn hoặc là chơi ở bất kỳ đâu. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình đã ôn tập về 10 con số. Bây giờ hãy cùng với cô Huyền ôn tập lại các chữ cái trong bảng chữ cái nào. Trước tiên, cô mời các con nghe lại bài hát nhé. Unit Starter. Page 8. B. The alphabet. Activity 1. Listen, point, and sing. The alphabet song. I know my A's.
Bây giờ, các con lắng nghe và nhắc lại các chữ cái cùng với cô nhé. A. B. C. D. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. And Z. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau hát bài hát bản chữ cái nhé. Let's go. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, will you sing with me? Như vậy, trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã ôn tập các chữ số từ 1 đến 10
và các chữ cái trong bảng chữ cái. Các con về nhà ôn luyện thêm nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.